Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Hi, chào tất cả anh em. Phiên bản mới có nhiều sự thay đổi, ảnh hưởng rất nhiều từ cơ chiến trường, tạo ra meta dị biệt. Và cũng như sức mạnh của vị tướng được tăng giảm khác nhau, một phần gián tiếp ảnh hưởng sức mạnh đó chính là từ trang bị. Vậy tại phiên bản beta 21 loạn đấu 10-10 này, sắp cập nhật vào tháng 6, các vị tướng nào hứa hẹn lóe sáng và có thể trở thành ngôi sao mới nổi của phiên bản mới này? Cùng đánh giá và dự đoán với S ngay bây giờ. Thứ nhất, Phoenix. Anh em nào mới xem video của S về tăng giảm sức mạnh thì thấy được rằng có một trang dài ngoằng chỉ nói về sự hiệu chỉnh và chỉnh sửa của Phoenix. Phoenix là vị tướng thay đổi nhiều nhất ở tại phiên bản mới, và mặc dù mới chỉ có vài ngày nhưng Phoenix đã trở lại ở các trận đấu đỉnh cao ở tại đăng đài. Cụ thể, chiêu 1 anh em dùng xong được di chuyển thêm một đoạn như là nội tại của Dark. Chiêu 2 thì được giảm hồi chiêu rất nhiều, nếu tích chiêu 1 đủ 4 điểm cộng thì chiêu 2 lập tức hồi chiêu. Việc này giúp cho Phoenix trở nên cực kỳ cơ động và rất khó lường. Chiêu cuối được dùng 2 lần, lần thứ 2 kéo chiêu cuối về dưới chân của Phoenix. Việc này hạn chế các vị tướng sát thủ lao vào, rất dễ bị làm chậm và sốc cả thương. Hơn thế, các vị tướng sát thủ đi rừng cầm kiếm chi hồn đều bị giảm sức mạnh từ trang bị. Mặc dù rất mỏng manh nhưng thật ra Phoenix đã thay đổi quá nhiều và đáng được trọng dụng tại phiên bản sắp tới, đặc biệt là khi anh em đi team 3 và team 5. Nếu các bạn lên cung cho Phoenix ư, đó là một sự hiệu chỉnh tốt tại phiên bản beta 21 này. Mẹo anh em chơi Phoenix: ưu tiên đầu game kiểm soát mục tiêu lớn và gánh mạnh đầu game nhờ khả năng sâu vào thương và đơn mục tiêu. Di chuyển hợp lý, chú trọng việc ép trụ sớm bởi Phoenix rất mạnh trong khoản đó chính là chiêu 1 kíp nổ. Nên giữ lần 2 của chiêu cuối để có thể khép góc sát thủ địch bay vào. Ưu tiên sử dụng chiêu 2 hợp lý để có thể né chiêu và upgrade đối thủ. Cố gắng dùng chiêu 1 để hỗ trợ chiêu 2 một cách nhanh nhất nhé. Vị trí đi rừng cầm trực trị, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ hai, Aeron. Ở phiên bản mới, Aeron có một chút sự thay đổi khi giảm thời gian hồi chiêu 1 và hiệu ứng quỷ trảo ở chiêu 2. Việc này sẽ giúp cho Aeron vào giao tranh đơn giản hơn. Đặc biệt cuối game, Aeron sẽ tránh được nhiều trường hợp lao vào nhờ con thiêu thân mà không có đường rút lui. Hai chiêu thức này có bị hạn chế một chút như là bị khựng lại ở phiên bản trước. Ngoài ra, trang bị khác không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Aeron, nên việc Aeron sau khi được hiệu chỉnh xong cả chiêu 1 và chiêu 2 sẽ là các con bài chiến lược trong trận đấu nhất định. Việc tăng thêm chút cơ động cho Aeron giúp cho hắn ta có thể trụ đường và đảo đường mạnh hơn, nhưng em nghĩ rằng như thế là còn chưa đủ quá nhiều đâu. Với Aeron, để có thể trở thành con bài solo đường hàng đầu thì cần phải thêm nhiều yếu tố khác. Có thể là đi rừng bây giờ có thể hợp hơn với Aeron rồi, và ở các phiên bản sau Aeron sẽ tăng tiếp tục sức mạnh để không phí tiền. Anh em nên cứ mua vị tướng này trước đi ở trong phủ sức mạnh nhé. Lưu ý, chiêu 1 không thể bị chọn mục tiêu nên rất mạnh, anh em vận dụng đúng thời điểm. Chiêu 2 của Aeron cực mạnh khi có nội tại tay ác ma. Tuy nhiên, chiêu thức này tung khá chậm và bạn cần đoán trước hướng di chuyển của tướng địch thì mới thể tung chính xác được. Chiêu 2 có thêm hiệu ứng cường hóa mới, anh em có thể tự tin solo nhé. Chiêu 3 vừa thể dùng để chạy trốn nguy hiểm và có thể tiếp cận và khép góc con mồi. Tuy mạnh nhưng cầm Aeron không nên quá hổ báo, mà nên phối hợp với đồng đội để có thể bắt chủ lực là chính, vì đó là nhiệm vụ của Aeron mà. Vị trí sau đường tà thần, cầm tốc biến hoặc tốc hành hay là đi rừng, anh em nâng mắc chiêu 2 cho mình nhé. Và anh em có thể lựa chọn cài máu thấp nhất hoặc là cài gần nhất, S thì thích cài gần nhất để mà thể tối ưu nội tại bất kỳ thời điểm nào ở trong giao tranh. Thứ ba, Quillen. Mặc dù bị giảm sức mạnh khá nhiều ở phiên bản hiện tại, nhưng rõ ràng rằng Quillen vẫn là con bài ưa thích của bạn đeo rank cao hoặc là dân cày thuê bởi sự ưu việt cũng như sức tướng gánh team mạnh khi đánh rank, đặc biệt là rank đơn nhé. Ở phiên bản sắp tới, do kiếm chi hồn phối hợp kiếm bị giảm sức mạnh bởi họ muốn giảm đi sự áp đảo của vị tướng sát thủ tại đường rừng. Vậy nên để Quillen không bị quá thiệt thòi ở trong vấn đề là giảm gián tiếp từ trang bị này, thì nhà phát hành quyết định là cân bằng lại sức mạnh Quillen khi nâng sát thương chiêu 1. Ngoài ra, meta này không quá thiên về các vị tướng khỏe đầu game như trước nữa, bởi meta hiện tại đã hạn chế khả năng lăn cực tuyết cho team mạnh đầu game. Lượng sát thương lớn hơn giúp cho Quillen thêm phần đáng sợ, hứa hẹn và là con bài cho anh em tin dùng nhiều. Lưu ý, cần tránh những giao tranh không cần thiết, máy tập trung cấu rỉa hoặc là bắt lẻ các vị tướng mỏng manh của team địch. Sử dụng kết hợp ẩn sát và đoàn mệnh giúp bạn phá vỡ đội hình đối phương và dễ dàng làm thịt các vị tướng yếu ớt hơn. Vị trí đi rừng cầm trực trị, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ tư, Violet. Có một điều thú vị là ở phiên bản mới, Violet sẽ bị giảm sát thương ở tầm đánh một chút ở chiêu 1, nhưng lại được giảm thời gian hồi chiêu và chú trọng vào nội tại khi dùng chiêu 2 hay là chiêu 3 đều giảm nhiều hồi chiêu ở chiêu 1. Việc này giúp cho Violet trở nên cơ động hơn một chút, giúp muôn trùng sát thủ quá mạnh ở phiên bản hiện tại. Nhất định Violet có thể vừa bắn vừa lan xả liên tục, các bạn sẽ bất ngờ bởi khả năng hồi chiêu và thời gian hồi chiêu cực đỉnh của Violet ở trong phiên bản mới này. Violet là một vị tướng xạ thủ yếu máu, các bạn cần phải di chuyển hợp lý, đặc biệt là ở trong các pha giao tranh.
khi đủ đồ. Bạn nên tận dụng chiêu thức đạn xuyên thấu để tấn công và bỏ trốn nếu cần thiết. Đừng bao giờ tách rời trợ thủ của bạn nếu bạn còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời. Vì dù gì, vài ô làm tướng xạ thủ cần được bảo kê tuyệt đối. Đi rừng cầm trực trị nếu mắc chưa một hoặc là cài máu thấp nhất. Đôi khi chúng ta không khó gì gặp vài ô đi sâu đường đâu, nhưng mà theo ép để mà tối ưu được sức mạnh vài ô đi rừng là hiệu quả nhất rồi. Thứ năm, Vedet. Vedet không có quá nhiều chất cơ động, nhưng bù lại xiềng xích và song xích của nàng có hai chất làm choáng ở ngay cấp độ 2. Chỉ cần lấy được giày sớm, Vedet có thể kết hợp người đi rừng tạo nên bộ đôi song sát với sát thương và khả năng khống chế cực kỳ khủng khiếp. Những lần đảo đường bất ngờ của Vedet ra đường mid hay là vào rừng đối thủ sẽ vô cùng khó chịu. Nhiệt độ cao của Liên Quân ở meta hiện tại cực kỳ hợp với Vedet cho tình huống đụng là đập như hiện nay. Ở bản mới, sau khi được tăng sức mạnh thêm sát thương ở nội tại, thay vì sát thương phép, bây giờ chuyển thành sát thương vật lý, giúp cho Vedet tối ưu khả năng xuyên giáp của mình khi kết hợp với chiêu cuối. Và chiêu cuối giúp cho Vedet càng mạnh hơn khi cường hóa thêm sát thương vật lý. Vedet là một trong số ít các vị tướng khỏe từ đầu game, nên cũng chẳng sợ meta thay đổi, và tất nhiên là tầm ảnh hưởng của Vedet đối với trận đấu sẽ càng lớn hơn trong phiên bản mới. Vedet thích hợp nhất là chơi ở vị trí sâu đường do sát thương lớn, khả năng hồi phục mạnh và dọn lính khỏe. Khi đi đường đơn, có thể cầm Vedet với tốc hành để thực hiện các combo nhanh và dễ truy đuổi mục tiêu. Vị trí sâu đường tà thần cầm tốc hành hoặc là tốc biến, nước mắc chưa một và cài đặt gần nhất để có thể tối ưu nội tại. Trên đây là 5 vị tướng hứa hẹn có tương lai rất sáng tại phiên bản mới Beta 21. Thông số tăng sức mạnh của vị tướng này bạn có thể vào kênh coi lại. Vẽ có để link ở phần mô tả cho anh em tiện xem xét nha. Theo anh em, còn vị tướng nào hứa hẹn khuynh đảo meta mới Beta 21 khi giảm tốc độ trận đấu lại? Nếu thấy hay nhớ để lại một like và đăng ký kênh nhé. Và nếu có thể đừng tiếc gì một like share. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn lại cho các video lần sau. Này chúng ta nói về cơ chế chiến trường, điều làm nên meta game của phiên bản mới Beta 21. Theo như nhà phát hành game thì trong phiên bản hiện tại, tỷ lệ chiến thắng của team ăn được rồng và tà thần đầu tiên có phần cao hơn dự kiến của họ, và họ mong rằng giảm khả năng lăn đột tuyết của các đội mạnh đầu game, tránh tình trạng toàn các trận 10 đến 15 phút quá nhanh. Ad trải nhiều bọn này làm ăn như thế nào, nhanh cho hợp game di động bây giờ lại giảm. Chắc là muốn hạn chế gián tiếp sự bá đạo của các vị tướng đánh nhanh thắng nhanh, ví dụ như là siêu pháp sư Tulen chẳng hạn. Thôi kệ, cứ tìm hiểu tiếp nha. Thực ra thì Ad hoàn toàn lý giải được động thái giảm tốc độ trận đấu. Qua đó nhà phát hành muốn nhiều vị tướng có cơ hội được chơi nhiều hơn, giúp cho đội nào bị mất đi lợi thế hoàn toàn cơ hội từ thủ lật kèo và farm trang bị. Cụ thể thông tin và thông số, quét tìm hiểu cơ chiến trường mới ảnh hưởng như thế nào tới beta game phiên bản beta 21 này nhé. Bên đài cập nhật vào ngày 21 tháng 5 như thường lệ, bên Việt chậm hơn và hẳn là tháng 6 này rồi. Thứ nhất, bùa máu rồng Gradus kéo dài 90 giây, tòa đánh thường hoặc chiêu thức trúng mục tiêu trong 3 giây sẽ cộng dồn và gây sát thương phép từ 180 bị giảm một cái xuống 81, nhưng mà lại thay một chút cơ chế như là tăng sát thương phép và sát thương vật lý thêm. Họ đã giảm đáng kể lượng sát thương từ bùa mất rồng để tránh các team nào ăn được rồng lăn thủ tuyết nhanh, và việc ăn rồng đầu game của team bạn ăn được hiện tại rất quan trọng. Sát thương bùa lợi đem lại là quá lớn. Việc tranh chấp thất bại con rồng đầu tiên đôi khi mất đi quá nhiều lợi thế và mất cả trận đấu. Nó đơn giản là giảm sát thương bùa đi hơn một nửa trong giai đoạn trước phút thứ 15. Con rồng này trở nên ăn dễ dàng hơn nên chỉ cần một người đi rừng là đủ làm thịt. Nhưng dù bị giảm sát thương nhưng lại hiệu chỉnh tăng sát thương phép và vật lý cộng thêm. Nói chung là giảm sức mạnh của bùa lợi từ rồng và khiến trận đấu trở nên công bằng hơn. Thứ hai, tà thần sẽ rát. Do hiện tại tà thần không quá bá đạo, có thể dễ dàng bị gục ngay từ phút thứ 7, nên sẽ tăng sức mạnh của tà thần, tránh trường hợp có một hoặc là hai tướng vẫn ăn tà thần và sức mạnh cuối game tà thần sẽ tăng. Vậy tà thần thay đổi gì? Quét tìm hiểu ngay. Đầu tiên là tăng sát thương người tà thần và cả dòng bạo chúa từ sát thương 300 đến 350. Giáp cơ bản tăng từ 183 đến 300. Gắt đó nha anh em, ăn một mình bây giờ nguy cơ nằm viện rất cao nếu ăn sớm. Kinh nghiệm sau khi hạ gục tà thần bị giảm từ 300 xuống 200. Ngoài ra còn có cả giảm vàng nữa nhá. Và chưa kể, sát thương lan của tà thần đồng dạng tăng từ 300 đến 400%. Xem ra khó nhai hơn. Nhưng cái cơ chế củ chúa nhất ở đây chính là nếu ăn một mình thì giảm giáp tăng lên 40%. Giảm sát thương vào tà thần và dòng bạo chúa được tăng lên tận 60%. Và nếu ăn từ 2 người trở lên sẽ bị giảm giáp thêm 120 giáp. Xem ra muốn lấy đông hiệp ít không còn đơn giản rồi. Với thay đổi này, việc ăn ngay tà thần từ phút thứ 7 không còn đơn giản một chút nào và tiến độ trận đấu nhất định bị tăng lên. Thứ ba, giảm khả năng để trụ của dòng tiên phong ở giai đoạn giữa trận. Dòng tiên phong đang là con bài cực mạnh của các đội sau khi hạ gục tà thần, có vai trò không chỉ là phá trụ trình tầm xa mà kèm theo đó là tăng tốc độ và cường hóa lính ba đường, nên mới có chuyện thay vì thả rồng ở ngay gần trụ, nhiều đội còn thả từ nhà để có thể tận dụng thời gian đó tấn công ba đường còn lại hiệu quả hơn. Và sự thay đổi lần này rất lớn, đó là sát thương rồng tiên phong bị giảm siêu trầm trọng từ 130
giảm xuống 40. Chắc chắn với sự thay đổi này, các trụ thủ đường sẽ rất khó bị hủy đi trong tích tắc như trước đây. Chưa kể tiên địch sau khi thử được dùng tiên phong này ở tăng kinh nghiệm từ 10 lên 100. Wow. Vàng nhận được tăng như một con lính. Và đương nhiên, sự tăng trưởng máu của dùng tiên phong đồng dạng bị giảm. Đây là động thái thứ 3 cho thấy nhà phát hành muốn giảm tốc độ trận đấu, giúp các vị tướng cơ hội chơi nhiều hơn. Không còn quá nhiều trận đấu trắng bánh, khó mà cố thủ để mà lật kèo. Vậy nên anh em nào mà bị lép vế và bị đối thủ ép, cứ yên tâm ôm và thủ kèo nhé. Thứ tư, thay đổi dòng bão chúa. Hai sửa đổi khác đáng chú ý đó chính là giảm vàng khi hạ gục dòng bão chúa và thời gian búp của dòng bão chúa bị giảm từ 3 phút xuống còn 2 phút. Như vậy búp dòng sẽ còn cung cấp quá lớn lượng sát thương và búp thuộc tính theo từng chất tướng, khiến cho các đội phải cố thủ bớt áp lực hơn rất nhiều. Thứ năm, tăng trưởng lính chậm lại. Thông số như trên màn hình, với sự thay đổi tốc độ tăng trưởng lính giúp cho tiến trình trận đấu bị chậm lại. Tin vui cho anh em nào mà chơi đang bị thế ép, có cơ hội không cần đầu hàng mà hãy cố gắng farm và lật kèo đi nha. Đó là năm sự thay đổi tạo nên meta mới tại phiên bản meta 21 này. Thực ra meta này vẫn đánh xoay quanh các mục tiêu lớn, đặc biệt là tà thần. Chỉ khác một chút được chính là giảm đi rất nhiều sức mạnh ở dòng tiên phong và búp khác, khiến tốc độ trận đấu chậm hơn, khó lăn cầu tuyết hơn trước. Anh em nhận định ra sao về sự thay đổi này? Cùng bình luận và đánh giá nào. Nhớ like và share clip này nhé. Và ngày mai em sẽ gửi đến cho anh em thông số cụ thể có vị tướng tăng sức mạnh và giảm sức mạnh tại phiên bản beta 21 này. Nhớ đón xem nhá. Hôm nay thì S hơi bị cổ họng đau một chút nên anh em thông cảm nhé. Anh em nhớ để lại bình luận hoặc yêu cầu gì thì cứ comment dưới để mà S có thể thực hiện.